acontece é... Chứ mày kêu đi ra liền lúc mà giờ trống như này, mày có lo không? Dạ. Thế là mày cứ đi ra liễu mà giờ không đi ra liễu vô chị rồi mày biết mày có lo không? Dạ nó bên nội kêu vô chỗ này á. Bên nội gần nhò cái qua nó qua tốn là nó nói tùm lum. Thế là nó với mình nào vậy, nhưng mà đi vô chị và rồi mẹ có lo không, mấy là mẹ có cho tiền để đi mua thuốc rồi không á? Dạ dạ không mẹ nó mẹ đau rồi hả bác? Đau rồi hả? Dạ đau rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó là em.